mẹ con mất đã gần một năm con mơ thấy mẹ con đã có một gia đình khác và có hai người con trai đã lớn trên 20 tuổi con mơ mẹ có nói với con là mẹ có gia đình khác và mẹ không vui và hầu như đó là gánh nặng của mẹ con thương mẹ quá nên sư cho con hỏi trong kinh phật có trường hợp nào nói người mới người mất lập lại lại lập gia đình khi họ tái sanh làm nhà quỷ như trường hợp của mẹ con không nếu không thì con rất vui vì mẹ không có gánh thêm phiền muộn à, do con suy nghĩ quá nhiều nếu trường hợp hai à, nếu có trường hợp này thì tại sao mới chỉ một hai năm mà người con trai này lại trên 20 mươi tuổi à, sư quên sư quên mở cái cái bảng câu hỏi nó có một cái chuyện thú vị như thế này là có một cái dạng ngạ quỷ mà ngạ quỷ lâu đài ờ, họ hóa xanh và gọi là khi mà khi mà tái xanh là họ đã có hình dáng trưởng thành rồi chứ nó không phải là vừa mới sanh vào cái loài này là phải từ nhỏ đi lên. Sư nói có căn cứ nha. là ở trong chú giải và ở trong ngạ quỷ sự thì có cái loài mà ngạ quỷ lâu đài này đó. Tại sao gọi là là ngạ quỷ lâu đài? Là bởi vì cái loài ngạ quỷ này đó có đặc điểm thứ nhất là hình dáng rất là rất là xinh đẹp và có một chút xíu thần thông họ có một cái kiểu là nửa này nửa kia hoặc là buổi sáng thì sướng như chư thiên mà buổi tối thì khổ như ngạ quỷ hoặc là buổi sáng thì khổ như ngạ quỷ buổi tối thì sướng như chư thiên hoặc là một ngày vui một ngày khổ hoặc ba tháng vui ba tháng khổ tức là họ có cái sự à, sướng khổ nó đang xen nhau trong thời gian sung sướng à, họ có thể à, kết duyên với à, người phàm đương nhiên người phàm này phải là người à, hữu phước nha. hữu phước thì mới à, Gọi là mới lạc chân vô cái cái khu vực lâu đài của cái hàng ngạo quỷ này bởi vì trong cái thời gian mà họ sướng như chư thiên á thì họ vẫn bình thường thì thậm chí là có những cái vị vua và đương nhiên là ở trong kinh tạng thì có cái vị vua lạc và ở trong đây và cũng có ở với họ một thời gian có mà quý vị có đọc cái trong cái nghìn lẻ một đêm á, thì cũng có những cái anh chàng mà lạc vào một cái cái vùng mà có những cái cô tiên rất là đẹp rồi cứ cứ nghĩ cứ, cứ, cứ qua đêm với họ rồi sau đó ban ngày thì họ biến mất thì cái kiểu đó đó và con của cái loài ngạ quỷ này đó thì sư không biết là thai sinh hay là hóa sinh tại vì sư cũng không có để ý lắm là họ thai sinh hay hóa sinh nhưng nếu như là cái kiểu một là cái kiểu thai sinh mà cái gọi là cái thời gian trong thai bào ngắn thì cũng rất là mau lớn mà nếu như là cái hóa sinh mà xương nghiêng về cái hóa sinh hơn thì nếu mà hóa sinh thì vừa sinh ra là đã có cái hình dáng của người trưởng thành thành ra là nếu như mà sanh vào cái loài ngạ quỷ mà gọi là có lập gia đình á, mà có khả năng báo mộng á, thì nếu như đúng nếu như đúng thì cái trường hợp này sư thấy là gần nhất trong kinh tạng gần nhất nhưng mà sư không có thần thông cho nên không biết được có nhiều khi là chỉ đơn giản là mình tưởng tượng thôi mà quý vị nói là trong mơ có nói là không có vui thì cái sự không vui này nếu có nghe nếu đúng thì có thể là đang nói về cái khoảng thời gian mà bị khổ như ngạ quỷ nhưng mà sư không chắc tại vì chỉ đơn giản là sư không có thành thông để kiểm chứng cái thông tin này sư chỉ nói là có cái khả năng có thiệt thôi chứ sư không có cách chi sư kiểm chứng được ừ. À, bây giờ à, còn nếu như quý vị hỏi mà có có cái có làm được cái gì hay không thì cũng như trong tinh thần kinh giáo thọ thì cái lao việc thôi à, mình làm phước rồi mình hồi hướng chứ còn ngoài cách đó ra thì mình không còn cách nào khác nữa cả